giao dịch ngoại hối là quá trình mua và bán tiền tệ để kiếm lợi nhuận từ biến động tỷ giá hối đoái nó liên quan đến việc giao dịch các cặp tiền tệ như EUR USD GBP USD và USD JPY ví dụ euro so với đô la mỹ là cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất bạn thường sẽ thấy tỷ giá hối đoái này được trích dẫn như sau. Đồng tiền thứ nhất EUA là đồng tiền cơ sở và đồng tiền thứ hai USD là đồng tiền được trích dẫn. Tỷ giá hối đoái cho bạn biết bạn có thể mua bao nhiêu đơn vị tiền tệ định giá bằng một đơn vị tiền tệ cơ sở. Nếu cặp EUA, USD được báo giá là 1,1000, điều đó có nghĩa là bạn cần 1,1000 đô la Mỹ để mua một euro. Hay nói cách khác một euro mua được một đô la Mỹ và 10 xu. Hầu hết các cặp tiền tệ được trích dẫn đến bốn chữ số thập phân để có tỷ giá hối đoái chính xác hơn. Vị trí thập phân thứ tư được gọi là PIP. PIP là biến động giá nhỏ nhất mà một cặp tiền tệ có thể dịch chuyển và đây cũng là cách tính lãi hoặc lỗ tiềm năng của bạn từ giao dịch Forex. Đây là một ví dụ, nếu bạn đổi đô la Mỹ để mua 100.000 euro và giá tăng từ 1,1000 lên 1,1005, lợi nhuận của bạn sẽ là 5 pip hoặc tương đương 50 đô la Mỹ. Nhưng nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại 5 pip đến 1,0995, bạn sẽ mất 5 pip hoặc tương đương 50 đô la Mỹ. Sự biến động giá giữa các loại tiền tệ sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Nhưng như bạn có thể thấy, ngay cả những biến động giá nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ đáng kể. Tất cả phụ thuộc vào quy mô giao dịch của bạn. Trong giao dịch forex, tiền tệ được giao dịch theo lô. Một lô tiêu chuẩn tương đương với việc giao dịch 100.000 đơn vị tiền tệ. Nhưng nó có thể xuống thấp tới một lô siêu nhỏ, tức là 1.000 đơn vị tiền tệ. Kích thước lô của bạn càng cao và tùy thuộc vào mức giá di chuyển bao xa, bạn càng có khả năng kiếm được nhiều tiền hoặc thua lỗ. Bạn giao dịch bao nhiêu tùy thuộc vào bạn và nó sẽ thay đổi tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro, số dư tài khoản và đòn bẩy sẵn có của bạn. Trong giao dịch Forex, đòn bẩy cho phép bạn giao dịch với quy mô lô lớn hơn nhiều so với giá trị tài khoản của bạn. Ví dụ, nếu bạn có 100 đô la Mỹ trong tài khoản giao dịch và nhà môi giới của bạn cho phép đòn bẩy từ 1 đến 200 thì bạn có thể giao dịch với số tiền lên tới 20.000 đô la Mỹ. Nếu muốn bắt đầu, bạn sẽ cần mở tài khoản với một nhà môi giới Forex có uy tín như TioMarkit. TioMarkit cung cấp quyền truy cập vào thị trường ngoại hối thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến của họ cho phép bạn xem và phân tích biểu đồ giá của nhiều cặp tiền tệ khác nhau sau đó thực hiện giao dịch của mình trên thị trường ngoại hối. Hãy truy cập tiomarket.com để tìm hiểu thêm và đăng ký tài khoản giao dịch Forex của bạn.